nghĩ rằng là trong 30 năm qua thì cái nền chính trị Việt Nam nó đã có những cái bước thay đổi, nó có thể nói là song hành với các cái thay đổi về mặt kinh tế, mặc dù ở một cái tốc độ nó chậm hơn tương đối. Cái thay đổi thứ nhất mà tôi nghĩ nó tương đối quan trọng đấy là chính trị Việt Nam nó chuyển từ cái giai đoạn là có sự chi phối áp đảo của một số các cá nhân, các nhà lãnh đạo. Ví dụ chúng ta thấy trước thời kỳ đổi mới thì chúng ta có sự lãnh đạo của những cá nhân như là Tổng Bí thư Lê Duẩn chẳng hạn. Thì sau cái đổi mới được tiến hành á, thì cái mô hình lãnh đạo của Việt Nam chuyển từ cái mô hình là có sự chi phối của một cá nhân sang cái mô hình lãnh đạo tập thể nó rõ nét hơn. Và chúng ta thấy cái quá trình này thì nó đi tới từ cái việc là gì, một cá nhân chi phối tới một cái tập thể, và đây đầu tiên là Bộ Chính trị. Và trong cái giai đoạn hiện nay đó thì chúng ta thấy có cái sự gia tăng vai trò của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chẳng hạn. Thì tôi nghĩ đây là một trong những cái thay đổi đầu tiên. Cái thay đổi thứ hai thì tôi nghĩ rằng là cái yếu tố ý thức hệ đó, nó có cái vai trò vẫn còn phù hợp trong hệ thống chính trị Việt Nam, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vai trò của nó có sự thay đổi ít nhiều. Khi mà cái vai trò ý thức hệ trước đây ấy, nó mang tính chất là một cái lý tưởng, một cái yếu tố định hướng tất cả mọi lĩnh vực trong cái đời sống Việt Nam, thì hiện nay cái nhận thức về cái ý thức hệ nó có sự thay đổi ít nhiều. Cái ý thức hệ tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào đấy có thể coi nó là một cái phương tiện, một cái biện pháp để mà giúp Đảng Cộng sản Việt Nam có thể là giúp duy trì cái tính chính danh, cái vai trò lãnh đạo của mình trong hệ thống. Còn trong về các cái mặt chính sách, ví dụ là về mặt chính sách kinh tế hay là về mặt chính sách đối ngoại, thì vai trò của cái ý thức hệ nó đã giảm bớt rất là nhiều, mặc dù vẫn còn vai trò nhưng mà nó đã giảm bớt rất là nhiều so với trước đây. Thì đấy, tôi nghĩ đấy cũng là một trong những cái thay đổi. Cái thay đổi thứ ba tôi nghĩ rằng là cái sau quá trình đổi mới đó, khi mà có sự gia tăng các hoạt động kinh tế như vậy thì nó cũng tác động vào trong cái hoạt động chính trị và thể hiện ở một cái điều mà nhiều người gọi là sự tối giận của chính trị tiền bạc. Khi mà có cái sự xuất hiện của các cái phe nhóm lợi ích chi phối các cái chính sách, các cái hoạt động chính trị của nhà nước, của hệ thống, thì chúng ta thấy có những cái sóng ngầm trong cái hệ thống nó diễn ra, có cái sự có thể gọi là cạnh tranh quyền lực ở bên trong hệ thống chẳng hạn, hay là có sự chi phối của các nhóm lợi ích đối với các cái chính sách Việt Nam. Và nó đi kèm với đấy là nhiều người có thể đã chỉ ra đấy là cái sự tồn tại của cái tham nhũng như là một cái vấn đề nó lan rộng trong hệ thống như vậy. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một điểm khác biệt so với cái chính trị Việt Nam trước năm 1986, trước đổi mới. Và điểm cuối cùng tôi nghĩ rằng là nó một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là tương đối tích cực, mặc dù cái tích cực đây chúng ta hiểu theo cái nghĩa là tương đối so với trước kia, đấy là cái sự mở rộng của các cái quyền tự do dân sự. Mặc dù về quyền tự do chính trị thì vẫn có những cái hạn chế, nhưng mà tôi nghĩ rằng là về mặt quyền tự do dân sự thì người dân Việt Nam đã hưởng được rất là nhiều cái sự mở rộng cái quyền lợi của mình trong cái lĩnh vực này tương đối lớn so với trước năm 1986. Và kể cả bây giờ chúng ta so sánh với những nước như là nước láng giềng của chúng ta là Trung Quốc chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là người dân Việt Nam cũng đã hưởng được nhiều cái sự tự do về mặt dân sự tương đối lớn so với trước đây. Thế thì với cái sự thay đổi vừa rồi của ban lãnh đạo mới và những gương mặt mới của nhân sự cao cấp, thì ông nghĩ là trong tương lai cái diễn biến chính trị tại Việt Nam nó sẽ đi theo con đường như thế nào? Tôi nghĩ rằng là do cái hệ thống chính trị của Việt Nam nó vận hành theo cái nguyên tắc như tôi vừa nói là tập thể đồng thuận, thì tôi nghĩ rằng bản thân một vài cá nhân lãnh đạo có sự thay đổi đó trong cái hệ thống đó, thì tôi nghĩ nó sẽ không tạo ra nhiều cái sự khác biệt lắm. Tuy nhiên trong cái nhiệm kỳ hiện tại đó vừa mới được đưa lên đó, thì tôi nghĩ rằng có một số các cái dấu hiệu về một cái điểm đáng chú ý như sau. Cái thứ nhất đấy là chính trị Việt Nam trong cái thời gian nhất là trong vòng 5 năm tới thì tôi nghĩ rằng là sẽ có một sự đoàn kết hơn, lớn hơn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mà ở cái cơ tầng của hệ thống đó sẽ có thể là ít có các cái tranh giành, các cái chia rẽ phe phái hơn so với 5 hay 7 năm vừa qua. Cái điều này nó mang ý nghĩa rất là quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, tại vì các nghiên cứu, các cái thực tiễn đã chỉ ra rằng là trong các cái giai đoạn mà kinh tế khó khăn đó, thì rất là dễ xảy ra các cái sự chia rẽ trong cái nội bộ lãnh đạo của các cái đảng cầm quyền, và nó có thể dẫn tới cái sự sụp đổ của đảng cầm quyền đấy. Thì tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn như này đó, thì bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam họ ý thức rất là rõ trong việc mà làm sao duy trì được cái sự đoàn kết nội bộ, đặc biệt là ở trong giới
lãnh đạo cấp cao. Thì tôi nghĩ rằng qua một số cái sự thay đổi nhân sự vừa rồi của chúng ta ở Việt Nam, chúng ta thấy đấy, thì có lẽ là Đảng đã ưu tiên để mà phục hồi lại cái sự đoàn kết nội bộ, nhất trí ở trong, ít nhất là trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng. Cái thứ hai thì tôi nghĩ rằng là trong bản thân cái bộ chính trị vừa rồi đấy, ở các cái nhân vật lãnh đạo cấp cao thì chúng ta thấy có một số các cái gương mặt mà có nghĩa là nhiều người gọi là những cái nhà kỹ trị, những cái người có được đào tạo bài bản, có cái xu thế là dám nghĩ dám làm. Tiêu biểu như là nhiều người đã chỉ ra đấy là ông Đinh La Thăng chẳng hạn. Thì những cái gương mặt trẻ như vậy đó, những cái gương mặt như vậy đó thì có thể là giúp tạo ra một số các cái phây đốc có thể là không vượt qua những cái giới hạn, những cái điều cấm kỵ trong hệ thống, nhưng mà họ có thể làm cho hệ thống chính trị nó sôi động hơn, mà nó có thể là giúp Đảng, có thể là Đảng Cộng sản Việt Nam có thể là nâng cao cái uy tín, cái lòng tin của người dân trong hệ thống. Và chúng ta thấy cái ví dụ của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng vừa rồi nó cho thấy là những cái cá nhân, những cái hành động cụ thể như vậy đó có thể là giúp cho người dân có thể nâng cao được cái sự lạc quan của họ đối với cái tương lai của đất nước cũng như là cái tương lai của thành phố. Thì tôi nghĩ đây là một cái cũng là một cái thay đổi mà có thể nói là đã diễn ra hiện tại cũng như là trong cái thời gian tới. Thì hy vọng là những cái cá nhân lãnh đạo đấy, mặc dù đã được kỳ vọng như vậy rồi, nhưng mà họ có thể là đưa cái kỳ vọng đấy trở thành hiện thực để mà giúp Việt Nam có thể là thay đổi theo hướng tích cực hơn. Thế thì còn với Trung Quốc, ban lãnh đạo mới và cái con đường chính trị mới của Việt Nam liệu có thay đổi cái cách ứng xử và ngoại giao với Trung Quốc hay không, hay vẫn sẽ như cũ? Tôi nghĩ rằng là cái quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc cũng như là chính sách của Việt Nam với Trung Quốc thì không chỉ được quyết định bởi Việt Nam, bởi các cái nhà hoạch định chính sách ở Hà Nội, bởi các cái cá nhân lãnh đạo của Việt Nam, mà một phần quan trọng hơn đó là được định hình, được quyết định bởi những cái đối tác của họ ở Bắc Kinh, ở Trung Quốc. Chừng nào mà Trung Quốc vẫn còn tiến hành những cái hành động mang tính chất là gây hấn hay là áp đặt cái sức mạnh của mình ở Biển Đông, tôi nghĩ rằng là cái chính sách của Việt Nam đối với Biển Đông nó sẽ không có những thay đổi. Và chính vì vậy tôi nghĩ rằng như chúng ta đã thấy ngay sau khi nhận chức thủ tướng thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra những cái tuyên bố về bảo vệ chủ quyền của Việt Nam Biển Đông chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng cái xu thế đấy nó sẽ tiếp tục song hành với các cái diễn biến ở trên Biển Đông. Tuy nhiên nếu mà xét cụ thể về từng cá nhân lãnh đạo chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng là sau cái đại hội 12 vừa qua thì chúng ta thấy một số người họ có thể đưa ra một số các cái bài học, rút ra một số cái bài học từ trường hợp của ông Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn, khi mà có một số các đối thủ họ chỉ trích ông Dũng đã có những cái phát ngôn hay là những cái lập trường mà họ cho rằng là không có lợi cho quan hệ Việt Nam và Trung Quốc và gây mất ổn định quan hệ song phương chẳng hạn. Thì chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là các cái nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới này đó, mặc dù họ vẫn có thể duy trì các cái chính sách, các tuyên bố giống như là ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra, nhưng họ sẽ phải cân nhắc và thận trọng hơn để có thể là đưa ra những cái phát biểu vừa đáp ứng được các cái kỳ vọng của người dân, vừa có thể là giúp bảo vệ cho cái uy tín chính trị của mình.